đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Nhã Phương bất ngờ xuất hiện trong bệnh viện với mái tóc rối bù khiến khán giả lo lắng. Mới đây trên trang cá nhân của mình, diễn viên Nhã Phương thu hút sự chú ý của khán giả với loạt hình ảnh cô để mặt mộc, đầu bù tóc rối đang mặc áo bệnh nhân. Theo quan sát thì nơi bà xã mười khó chụp ảnh là bệnh viện. Nhã Phương thả thính, thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan, chúc cả nhà một tuần nhiều năng lượng. Ngay lập tức bài chia sẻ của Nhã Phương nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả với hơn 60.000 lượt tương tác trong thời gian ngắn. Bức ảnh được Nhã Phương chụp trong bệnh viện khiến fan lo lắng. Song nữ diễn viên tuổi thanh xuân đã nhanh chóng giải thích đây chỉ là một cảnh quay trong dự án mà cô tham gia. Trong ảnh mặc dù nở nụ cười tươi, song Nhã Phương vẫn để lộ gương mặt kém sắc, gầy gò và mái tóc có phần bị hói hậu sinh nở. Nhiều fan góp ý rằng cô nên mập hơn một chút nữa thì xinh. Xinh đẹp nhưng mập hơn tí thì xinh hơn. Nói không biết có phiền chị không chứ từ ngày Hoa có chủ đến giờ nhan sắc ngày càng lên hương. Sao nhìn nhợt nhạt quá vậy, thương quá, thương chị mình lắm. Đó là những lời bình luận của một số fan. Nhã Phương thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường của mình lên trang cá nhân để giao lưu với người hâm mộ. Hiện tại sau thời gian sinh con cũng như nghỉ dịch, Nhã Phương đã bắt đầu trở lại với công việc. Nữ diễn viên đang quay một phim điện ảnh và một phim truyền hình bên cạnh đóng quảng cáo và chụp ảnh thời trang. Trước đó, một số hình ảnh khi vợ chồng Trường Giang Nhã Phương về quê đã được một cư dân mạng chia sẻ. Cặp đôi ăn mặc khá đơn giản, Nhã Phương diện áo phông cùng chân váy ngắn, Trường Giang cũng áo thun và quần thể thao. Tuy nhiên, sự đối lập giữa hai vợ chồng có thể thấy rõ là những món phụ kiện trên người Nhã Phương như túi Chanel, dép Hermes vô cùng đắt tiền, trong khi ông xã của cô thì vẫn chỉ trung thành với đôi dép tổ ong bình dân. Sau khi kết hôn với Trường Giang, Nhã Phương có một cuộc sống viên mãn khiến không ít người ngưỡng mộ và ghen tị. Bà xã của Trường Giang từ nhiều năm nay là gương mặt diễn viên nổi tiếng, nhận được rất nhiều sự yêu mến của công chúng từ Nam ra Bắc. Khả năng diễn xuất nhập tâm, nhan sắc xinh đẹp trong trẻo, Nhã Phương nhanh chóng chiếm được thiện cảm. Không chỉ vậy, cô thời trang ổn định càng đưa vị thế của Nhã Phương ngày một đi lên trong làng điện ảnh Việt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.